Để bắt đầu video này, các bạn lưu ý chúng ta đã cùng nhau setup thành công cái công cụ IDE có tên gọi là Spring to Suite rồi. Đồng thời chúng ta đã cài đặt thành công Java version mình cài đặt là version 17. Thế ngay rằng trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành viết chương trình Hello World đối với ngôn ngữ lập trình Java. Trước tiên ấy, về từng bước các bạn cần phải làm mình đã ghi rất chi cụ thể ở đây rồi Điều đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái Java Project các bạn này Ở đây thì mình đã mở sẵn lên cái công cụ IDE của chúng ta Chúng ta có một cái option bên tay trái này các bạn này Create a Java Project Hoặc rằng là sau này các bạn có thể nhấn vào File các bạn nha File này New này Các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có thể lựa chọn Java Project luôn Nhưng mà thông thường ấy, chúng ta nhấn vào đây cho nó nhanh các bạn này Nó có luôn một cái thanh như thế này sau khi mà các bạn lựa chọn như vậy đấy, chúng ta sẽ có một vài câu hỏi nó nhảy lên các bạn này. Trước tiên đấy, chúng ta sẽ cần phải đặt tên cho dự án của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ đặt là hỏi dân IT và mặc định các bạn nhìn thấy rằng là cái địa chỉ đấy, cái nơi mà nó lưu cái project này các bạn này chính là cái phần workspace mà nó tạo khi mà chúng ta mở cái phần ID lên đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái đường link của nó các bạn này. Nếu như rằng là bạn nào không muốn tạo như thế này đấy, các bạn có thể tắt ở đây đi. Chúng ta lựa chọn nơi khác này. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ để mặc định bởi vì chúng ta đang viết hello world mà có việc gì đâu mà phải đi sửa cái ứng dụng này Tiếp theo nữa về môi trường chúng ta chạy các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ để cho mình là Java 17 các bạn nhé. Đây này các bạn nhìn thấy rằng là nó có nhiều version hơn đấy. Nhưng mà ở đây để thống nhất đối với cái môi trường chúng ta cài đặt trong máy tính của chúng ta chúng ta để cho mình cái phần Java 17 các bạn này. Project layout thì các bạn để nguyên như thế này luôn. Và hiện tại mình sẽ để những cái phần ở dưới mình để mặc định các bạn nhé. Như vậy rằng là đây chính là cấu hình đầu tiên để chúng ta có thể tạo mới một cái dự án này. Mình sẽ nhấn kết thúc các bạn này. Đây mình sẽ chờ một xíu để cho nó tạo sau khi mà nó tạo thành công ấy nó sẽ có hình thù như thế này các bạn này. thứ nhất đấy chúng ta sẽ có được một cái gọi là phần xua như thế này nó có luôn một cái file như thế này thì chúng ta cũng đừng quan tâm cái này là cái gì các bạn nhá chúng ta không cần phải quan tâm tại thời điểm này. tiếp theo nữa chúng ta có một phần GRE các bạn này. các bạn có thắc mắc rằng là cái này là cái gì không? cái này chính là tất cả các thư viện nó đính kèm với Java đấy các bạn mỗi một lần mà các bạn kéo Java về thì đây chính là những cái thư viện nó đã viết sẵn rồi các bạn này những cái thư viện thằng Java viết sẵn rồi thì nó nằm ở đây. ngay bên trong này chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành viết chương trình Hello World thôi Chúng ta sẽ tới bước 2 các bạn này Sau khi mà các bạn có cái project name ấy Thì về thư mục thì mình đã giải thích cái phần ở GRE library rồi Thông thường chúng ta sẽ viết code bên trong cái thư mục src này các bạn này Bước thứ ba nha Chúng ta sẽ tạo cho mình một cái file đặt tên là Hello World và ở đây chúng ta viết bên trong thư mục src các bạn này Bên trong này nha, chúng ta quay trở lại này. Bên trong thư mục src này Nhấn chuột phải cho mình Chọn new này chúng ta sẽ lựa chọn cho mình là new class các bạn nha ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình new class này còn với sau này thì package này interface này enum này record này annotation chúng ta tính sau ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cho mình là class các bạn new class bên trong này chúng ta sẽ để cho mình là hello world chẳng hạn nha mình sẽ gõ đây tên class các bạn lưu ý rằng là chúng ta viết hoa chữ cái đầu tiên nha thì đây gọi là một cái quy tắc ngầm thôi mình cũng không nhớ rằng là nó là quy tắc ngầm hay không ấy nhưng mà cá nhân mình thì mình hay viết hoa chữ thường như thế này về method của chúng ta chúng ta để là public các bạn này năn này ở đây thì các bạn để tích như thế này luôn và chúng ta nhấn finish các bạn này ngay lập tức ấy, nó đã có một cái một cái file rồi các bạn này nó tự động tạo cho chúng ta một cái package là hỏi zenit này kệ nó đi bên trong này chúng ta có một cái class tên là hello world về nội dung của nó thì chúng ta biết cái gì. Bên trong này các bạn gõ cho mình từ main các bạn nhé gõ cho mình từ main các bạn này. À, ở đây thì sau khi mà các bạn gõ từ main ấy, nhấn cho mình phím control và dấu cách, ngay lập tức nó sẽ gợi ý code cho chúng ta. Ở đây thì mình sẽ gõ lại nha gõ từ main các bạn này, mình sẽ click ra ngoài này. Chúng ta gõ cho mình từ main nha Chúng ta gõ cho mình từ main như thế này, control nha nhấn phím control và dấu cách một cái. Nó sẽ gợi ý này enter một cái. Thì đây chính là cú pháp để chúng ta có thể viết được một cái hàm void main ấy. Thông thường thì nếu mà ở các bạn học các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ cần phải có một cái function để cho chúng ta chạy đầu tiên mà cái hàm main này nó sẽ tự động được chạy này. Um, tại thời điểm bây giờ chúng ta đừng quan tâm rằng là cái public này là gì này class này là gì chúng ta đừng quan tâm chúng ta chỉ quan tâm một cái điều quan trọng là chúng ta viết code để cho nó chạy được tiếp theo nữa để có thể in ra được cái dòng chữ hello world đấy các bạn sẽ gõ cho mình s này, này system out như thế này nha các bạn nhé system out này đấy system out này hôm sau thì mình sẽ chỉnh cái phần font size này nó to hơn thì ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình system out nha sau đấy gõ cho mình phím control và dấu cách tiếp này như vậy rằng là nó đã gợi ý cho chúng ta câu lệnh rồi các bạn enter như thế này này đây chính là cú pháp để chúng ta in ra các bạn này system out print print line đấy cái từ ln đây là viết tắt của từ line đấy các bạn l i n e đấy thì ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta viết tắt thôi gõ lại nha system out này system out nha system out này control và dấu cách enter một cái này bên trong này chúng ta cho mình cái dòng chữ hello world đấy hello world này with java uh, Uh, with Java and hỏi dân các bạn nhé and hỏi dân này xong như vậy rằng là trước tiên chúng ta đã có được cái dòng chữ này rồi và lưu ý giúp mình ấy chúng ta cốt Java nha nếu mà các bạn không có dấu chấm phẩy như thế này ngay lập tức nó sẽ báo lỗi các bạn này Java là một cái ngôn ngữ bắt buộc các bạn cần phải có dấu chấm phẩy để chúng ta kết thúc một câu nha như vậy rằng là mình vừa tạo xong file hello world này hiện tại chúng ta chưa hề lưu cái file này đâu nhấn phím Ctrl S cho nó lưu file này lại và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi chạy file hello world này để có thể chạy file hello world này chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào cái file các bạn này chúng ta sẽ lựa chọn cho mình run as và các bạn sẽ lựa chọn cho mình là Java application các bạn nhé. nhấn vào đây cho nó chạy các bạn này. Sau khi mà các bạn nhấn vào cái phần chạy để chúng ta đã có được cái dòng chữ hello world with java and hỏi IT rồi. Chúng ta nhìn thấy cái dòng chữ này tại phần console log như vậy là thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chạy thứ hai các bạn nhá. Chúng ta sẽ sử dụng terminal để chạy thay vì việc các bạn dùng cái thằng IDE này. Để làm điều đấy này, nhấn chuột phải vào cho mình cái file này này. Chúng ta có một phần đấy chính là à phần suộc này các bạn này đây này về cái phần suộc này thì à, à không phải Uh, chúng ta có một cái phần là phần property các bạn nhé nhấn giúp mình vào phần property này tại sao mà chúng ta lại cần nhấn vào phần này chúng ta nhấn vào phần này để chúng ta biết được rằng là nơi nào trên máy tính của chúng ta nó đang lưu cái file này và hiện tại để cái location trên máy tính của mình các bạn này đây chính là nơi lưu đúng không nó có một cái phần cái nút bên cạnh các bạn này các bạn nhấn vào nha nó sẽ mở chính xác cái file này bên trong máy tính của chúng ta luôn mình nhấn vào các bạn này như vậy rằng là đây chính là cái file hello world mình vừa tạo các bạn này và bây giờ các bạn sẽ nhìn nha mình sẽ mở terminal ngay tại đây luôn các bạn mở vào đây cho mình như vậy rằng là đây chính là nơi này nơi mà chứa cái file hello world này bên trong này các bạn sẽ gõ cho mình keyword java nha sau đấy tên file các bạn muốn chạy này hello world hello world này hello world java các bạn nhé enter này đây các bạn nhìn thấy rằng là sau khi mình gõ đấy nó thực thi cái file này nó sẽ tạo ra dòng chữ hello world with java and hỏi genit này phần terminal này nó không hỗ trợ tiếng việt nên là nó bị lỗi như thế này nhưng mà điều quan trọng chúng ta in ra được dòng chữ hello world là nó thành công rồi Bây giờ thì mình sẽ bonus nước cho các bạn nha. Nếu như rằng là bên trong phần số code này các bạn bách ra ngoài các bạn sẽ nhìn này, đây này, các bạn bách ra ngoài các bạn nhìn này. Sau khi mà chúng ta chạy đấy chúng ta có một vài file đặc biệt ví dụ như rằng là class path này hay rằng là cái phần các bạn nhìn thấy rằng là đây chính là dự án của chúng ta này, chúng ta có phần bin chẳng hạn này. Đây. Các bạn nhìn thấy rằng là nó có một cái file gọi là hello world.class như thế này. Mặc dù rằng là cái cấu trúc của chúng ta đấy các bạn mở lên ấy, nó sẽ trông như thế này này. Mặc dù rằng là chúng ta code ấy, chúng ta code là chúng ta code cái file Java nhưng mà chúng ta có thư mục bin này chúng ta có phần path này có thêm một vài file nữa đấy thì đấy là cái gì thực tế rằng ấy, cái ngôn ngữ Java của chúng ta trong cái video đầu tiên ấy, mình đã đề cập tới các bạn một khái niệm đấy chính là write once run anywhere đúng không nào có nghĩa rằng chúng ta code Java một lần thôi nhưng mà code này nó chạy trên nhiều thiết bị khác nhau chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau ấy ví dụ như rằng là các bạn chạy trên Windows này các bạn chạy trên Mac OS hay rằng là các bạn chạy trên Linux chẳng hạn đấy Behind the scene của chúng ta đấy cái thằng Java nó sẽ cần phải dịch code và để chạy được khối code dịch đấy chúng ta có một khái niệm đấy chính là là cái thằng JVM các bạn này viết tắt của từ Java Virtual Machine ấy. Tiện thể ở đây thì mình muốn đề cập tới các bạn khái niệm này để chúng ta hiểu rõ hơn về việc chúng ta vừa làm ấy. Thực tế rằng ấy, cái thằng Java của chúng ta các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta cốt như thế này đúng không nào? Chúng ta đang viết cốt gần với human các bạn này. Con người của chúng ta thì dùng các ký tự như thế này, nhưng mà máy móc ấy nó không hiểu được đâu. Nên là nhờ có việc chúng ta cài đặt cái thằng Java Virtual Machine ấy, nó sẽ dịch cốt sang cái mã máy như thế này các bạn này. Nó gọi là bytecode ấy, đây này. Những cái file mà chấm class đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy rằng là bên trong sườn cốt của chúng ta này, tự dưng rằng là nó có thêm thư mục bin các bạn này và nó có thêm file class chẳng hạn các bạn nhìn thấy rằng là nó có thêm file class này thì quá trình này chúng ta gọi là quá trình dịch code đấy các bạn và nhờ có cái file class này chúng ta mới chạy trên được nhiều thiết bị thì đây chính là ý nghĩa của nó các bạn nhé ý nghĩa của câu nói mà hôm trước chúng ta có đấy write once run anywhere chẳng hạn như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể thành công chạy cái chương trình Hello World đối với cái thằng Java này rồi. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi setup và tối ưu hóa cái thằng Spring to Sui này. Ví dụ như rằng là các bạn nhìn thấy đấy cái phần code này của chúng ta này nó chưa được format này. Đồng thời thì cái phần font size này nó khá chỉ là nhỏ. Mình biết rằng là chữ nhỏ như thế này thì hơi khó cho các bạn theo dõi. Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ cùng nhau đi cấu hình cái thằng Spring to Sui này các bạn nhé.